Đây là một thiết bị cực kỳ quan trọng mà mình nghĩ rằng ai làm kỹ thuật, làm điện, lập trình đều cần phải có. Ở trong này thì chúng ta có thể lưu những cái gì trong này. Trong này nó có tận đến 500 MB hoặc có những cái bản, cái ổ cứng các bạn có thể mua đến tận 1 TB. Với mục đích là chúng ta sẽ lưu tất cả những cái chương trình mà chúng ta có thể sẽ sử dụng để lập trình hoặc là những cái file AutoCAD có những cái biểu mẫu sẵn. Những cái file gọi như là ví dụ như nó có cái sơ đồ của điện 3 pha hoặc là động cơ này hoặc là tất cả những cái gì liên quan đến dữ liệu mà chúng ta có thể sao chép được nhanh ấy, thì chúng ta nên lưu lại vào đây để khi mà chúng ta lấy ra sử dụng nó sẽ rất là nhanh. Nó có cái cổng USB để mà kết nối như này rất là thuận tiện khi mà chúng ta cắm trực tiếp vào máy tính. Mình sẽ không công bố cái tên của cái hãng bất kỳ nào cả, bởi vì các bạn có thể tự chọn hãng và chọn cái dung lượng mà các bạn muốn sử dụng. Ví dụ như ở đây cái mình đang cầm là tầm 500 MB, nhưng mà các bạn nếu muốn dùng nhiều hơn ấy, thì cũng có thể mua đến lên đến 1 TB. Thông thường thì một số người anh của mình ấy, thì họ cũng chỉ dùng đến 250 GB là quá đủ rồi, nhưng mà mình thích nhiều và mình mua đến tận 500 GB. Cái này sử dụng rất tiện nhé, thì các bạn có thể tự tham khảo.